Mình xin chào các bạn nha. Mấy ngày qua thì tình hình ở trên cả nước thì hầu như là đều có mưa lớn và một số nơi thì xảy ra cái hiện tượng là ngập úng hay là sạt lở đất, đặc biệt là những chỗ miền núi giống như mình ở thì rất hay xảy ra cái hiện tượng đó là ngập cục bộ và cũng như là sạt lở đất đá và tình hình thời tiết nguy hiểm, ví dụ như là có thể là mưa đá hoặc là sạt lở đất. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là nhận được cảnh báo thông báo nguy hiểm trong mục thời tiết? Trên điện thoại thì nó có một cái mục giúp chúng ta có thể là nhận được những cái thông báo cảnh báo về thời tiết nguy hiểm trên điện thoại, và các bạn có thể là bật tính năng này lên để trong trường hợp nơi các bạn ở xảy ra những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm, ví dụ như là mưa đá, sạt lở đất hay là ngập mà úng cục bộ hoặc là lũ lụt, thì điện thoại các bạn nó sẽ cảnh báo cho các bạn biết nha. Và để nhận được thông báo cảnh báo nguy hiểm trong mục thời tiết trên điện thoại thì các bạn có thể là làm như sau. Trên điện thoại iPhone thì các bạn có thể là vào phần thời tiết. Ở đây thì các bạn lưu ý, để sử dụng được tính năng thời tiết chính xác nhất thì các bạn cần phải sử dụng dịch vụ vị trí và cho phép ứng dụng thời tiết luôn luôn được sử dụng dịch vụ vị trí của các bạn nha. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có 3 dấu chấm ở đây, các bạn bấm vào và nó sẽ có một cái mục, đó là mục thông báo, các bạn chọn vào phần thông báo. Ở đây các bạn thấy là nó sẽ có một cái phần đó là thời tiết, có thể gửi cho bạn thông báo cho mưa, tuyết và các cảnh báo thời tiết nguy hiểm liên quan nhất định. Rồi các bạn bật hai cái phần này lên, đó là phần thời tiết nguy hiểm và lượng mưa theo giờ. Các bạn bật cái phần này lên và các bạn nhấn vào phần xong. Và như vậy thì mỗi khi mà khu vực các bạn ở xảy ra những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, ví dụ như là lượng mưa lớn hoặc là có tuyết rơi, có mưa đá, có đá lở, sạt lở đất, thì ứng dụng thời tiết sẽ thông báo cho các bạn về những cái thông báo về thời tiết nguy hiểm mà các bạn có thể gặp phải tại nơi các bạn đang ở nha. Và trên đây là mình đã chỉ các bạn cái cách chúng ta sẽ bật cái thông báo nguy hiểm về thời tiết ở trên cái ứng dụng thời tiết trên điện thoại iPhone. Và hy vọng là cái mẹo này nó sẽ giúp ích cho các bạn.